Chào mọi người đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Thì hôm nay đầu năm ha, mình lại tiếp tục chạy một cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn luôn của DCA. Trong chương trình này nó gồm ba cái mã: một cái con máy khoan là 120 Newton không than có búa, và một cái con máy khoan 60 Newton cũng không than có búa luôn, một cái bu lông nha, cũng không than luôn, và bu lông này 298 Newton nha. Thì trong cái chương trình này áp dụng như thế nào, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái cho anh em tham khảo nha. Đầu tiên, khi mà anh em mua cái thân máy này nè, đây nha, khi anh em mua cái thân này, đây là một cái thân máy khoan đầu kẹp 13 ly, ham hai cấp trượt, nó vít một cấp khoan và một cấp khoan búa nha. Và cái dòng này là 120 Nm, dùng động cơ là không than đó, rất là khỏe luôn nha. Cái dòng này thì anh em nào mua cái thân này nè, với giá tiền là 1.573.000 đó, 1.573.000 mua thêm cái viên pin này 803.000 nữa. Thì cái một cái ship này nữa anh em, nó gồm là một cái thân, một cái viên pin này là 2.376.000 nha, 2.376.000. Thì anh em sẽ được tặng một cái thùng nè, một cái thùng ha, rồi một cái cục sạc nữa nha, một cục sạc anh bỏ vào trong đây. Cái thùng này, cục sạc thì nó sẽ có khuôn đầy đủ hết rồi đó, đó nguyên bộ rồi nè nha, một máy, một pin, một sạc. Thì mình bán cái này nè, bán cái này cho anh em và tặng cục sạc, tặng cái thùng đó. Thì giá là 2.376.000 cho bộ này nha. Đó, cái con này rất là khỏe nha, mình đã test thử rồi, khoan rút lõi gỗ này, một cái mũi khá là to luôn mà rút sâu, rất là sâu ha. Mình sẽ để một cái video chèn phía sau để cho anh em coi ha. Đó, đầu kẹp 13 ly. Nói về thương hiệu DSA thì rất là uy tín trên thị trường rồi nha anh em, nó rất là uy tín trên thị trường rồi nha. DSA nó là một cái thương hiệu riêng luôn ha. Có nhà máy, có đội ngũ sản xuất, có đội ngũ nghiên cứu và thiết kế và mẫu mã này nọ ha. Đó, đầy đủ, và nó xuất sang thị trường quốc tế đó, các nước đó nha. DSA thì quá nổi tiếng, vào thị trường Việt Nam mình rất là lâu rồi, và anh em nào đã xài qua DSA thì nên biết ha. Đó, nhiều anh em khen DSA chạy rất là êm nha, bền đó. Đó nha, anh em có thể tham khảo thêm về cái thương hiệu DSA này, nói chung là chất lượng tuyệt vời nha. Rồi, cái bộ này nè, nhắc lại ha, một máy một pin, giá là 2.376.000 nha. Thì anh em sẽ được tặng một cái cục sạc thì giá 200 mấy đó, một cái thùng luôn nha, và cái tay cầm này là rất là to nè anh em. Cái tay cầm của con DSA này nó to lắm, nó dài thòn ngòn vậy nè nha, tay cầm lớn mà anh em cầm, anh em ráp trong đây nè, nó dài sọc vậy nè ha. Đó, dành để chúng ta đi cần những cái gì mà lực xoắn cao á thì chúng ta xài nha. Đó, thì cái dòng này thì mình bán khá là nhiều, lý do cái trình khuyến mãi là bên mình lo là về nhiều quá nè, về mấy bộ này số lượng nhiều ha, nên có sẽ có được cái những chương trình khuyến mãi giá tốt ha, để anh em có thể tham khảo và mua hàng nha. Đó, 2.376.000, cái chương trình này áp dụng đến khi nào hết hàng thì thôi nha. Số lượng hết không kho thì thôi, anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi hỏi còn hay không, còn thì mình bán, mình hết thì báo hết thôi nha. Rồi, ok, sản phẩm đầu tiên ha, một cái thùng rất là cứng nha. Cái thùng này anh em mua thì cũng tốn, cũng bọc tiền đó. Rồi mình qua sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm thứ hai, anh em chờ một chút. Sản phẩm thứ hai đó là cũng là máy khoan luôn nha. Trong cái chương trình hai cái sản phẩm này nè, là khuyến mãi, nó chồng khuyến mãi nè anh em. Nãy em giới thiệu anh em là những dịp khuyến mãi là giá nét, là giá thanh toán luôn nha, không có giảm 6% trong cái mùa khai trương này nha. Thì hiện tại giờ bên những mùng 6, 7, 8, 9 á, bên mình đang có trình là giảm giá 6% tất cả đơn hàng á, chỉ trừ những sản phẩm mà đang áp dụng khuyến mãi thôi, là không có giảm nữa ha. Thì mấy sản phẩm này thì mình đang báo anh em là giá nét á. Thì tại sao nó hai sản phẩm này nó là khuyến mãi trong khuyến mãi? Bình thường cái giá của cái con này nè là 1.106.000 nha. Trong cái chương trình này mình bán cái máy này nè khuyến mãi cho nên chỉ có 990.000 thôi nha, 990.000. Anh em nào mua thêm một viên pin, đây mua thêm một viên pin này là giá là 803.000 đó. Thì ra một bộ này nè giá chỉ có 1.793.000 thôi nha, 1.793.000 tặng cho anh em một cái cục sạc nha. Có nghĩa là anh em nào xài gia đình là bảo đảm cái bộ này là xài tuyệt vời luôn. Pin 4A thì mình nói anh em xài gia đình không có hết đâu, cỡ xài gia đình pin 2A là xài mệt mỏi luôn rồi. Bên mình ở nhà mình nó có cục pin 2A mà xài cho
1,5A thôi nha, chứ không phải 2A đâu, mà xài cho khoang, bắn vít, bắn kệ này nọ, trời xài không hết pin nha. Của Total 1,5A thôi anh em, mà xài gia đình thôi mà lâu lắm mới sạc. Còn viên pin 4A này anh em có thể xài rất là lâu nha, nếu mà xài được rất là lâu luôn. Em lưu ý dùm mấy viên pin này nha, nó chỉ cần xuống chỉ cần hai cục như vậy là em sạc được rồi nha, không cần phải cho nó chết pin, sợ không cần cho nó hết pin thì sạc đâu. Cái thân này là nó gồm một cái máy và một cái tay, một cái móc thôi nha, một cái móc đeo thôi, một cái mũi khoan. Đây là máy khoan ba chức năng nha, có búa nè, 22 cấp trượt, một cấp hai hai cấp cấp trượt nè, hai dùng đóng vít, một cấp khoan, một cấp không búa. Cái dòng này thì nó sẽ có một cái chỉnh đây thôi, nên phải lắc qua hết dòng ha, đó nên lắc qua đây nha, rồi nên quay 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 về nha. Đó, từ số 1 thì em phải chạy hết dòng thì nó sẽ mới qua cấp khoan khoan búa nha. Đó, ok, một bộ này đó ha, giá chỉ có 1.793.000 thôi nha. Đó, tốc con này rất là nhanh nha, 2.000 vòng phút. Cái con 1.000, cái con mà 1.120 tên nó cũng là 2.000 vòng phút nha em, rất là nhanh, cầu kẹt 13 ly, motor chạy rất là êm luôn nha. Cái dòng này anh em nào mua rồi xài rất là ok nè, mạnh nữa. Tốc độ số 1 là 550 Newton, số 2 là 2000, quên, số 1 là 550 vòng phút nha, số 2 là 2000 vòng phút nha. Nó sẽ chuyển cái motor thì nó chỉ quay cái một tốc thôi, mà nó qua cái bánh răng để nó giảm cái trục đầu ra cho anh em á. Ví dụ anh em để số 1 nè, nghe cái tiếng motor cũng vậy, nhưng mà tốc này nó chậm. Qua số 2 em tiếng motor cũng vậy, hay tốc nó nhanh lên, nó chuyển hay cái bánh răng thôi. Rồi ok nha, động cơ không than. Đó, anh em mà đang cần một con máy khoan đầu năm đi làm việc này nọ, xài combo này bảo đảm anh em là tuyệt vời luôn nha. Hàng chính hãng của DCA. Cái thông báo cho anh em luôn nha, DCA nó đã thông báo tăng cái thời hạn bảo hành lên là 6 tháng rồi. Thân máy pin sạc 6 tháng rồi. Đó. Thì nó áp dụng từ đây mình sẽ cho anh em coi cái thông báo này nha, tăng thời hạn bảo hành lên rồi. Cuối năm chắc cũng có nhiều người phản ánh quá hay sao, thì nó hãng nó đã tăng cái thời hạn bảo hành lên rồi nha anh em. Đó, thì để mình sẽ lấy một cái thông báo mình sẽ đọc cho anh em nha. Đó, có thông báo này đầy đủ ha. Đây. Nè, thông báo nè. Về việc tăng thời gian bảo hành sản phẩm ha. Đó, đây nè. Theo cái thông báo của TPC là kể từ ngày 30 tháng 1 nha, 30 tháng 1 anh em ha. Thì 30 tháng 1 nha. Đó, kể từ ngày 30 tháng 1, tăng thời hạn bảo hành từ 3 tháng lên 6 tháng đối với các sản phẩm, tất cả các dòng máy pin nha, dòng máy pin nha, rồi pin sạc nè, bảo hành 6 tháng. Đó. Rồi tất cả các model khí nén là bảo hành 6 tháng, trừ cái model là MBM24L bảo hành 3 tháng. Tất cả máy xịt rửa đều bảo hành 6 tháng nha. Nói chung thì mình sử dụng pin sạc này á, thì khi anh em mua đó thì sẽ áp dụng bảo hành 6 tháng kể từ ngày 30 tháng 1 nha anh em. Đó. Thì hãng thông báo rồi thì kích hoạt trước đó thì mình nghĩ chắc vẫn còn 3 tháng quá nha, 30 tháng 1. Thì hôm nay nó cũng đã gần gần rồi nha. Thì anh em cân đối, thì đó đã có thông báo rồi nha, thông báo của hãng là 30 tháng 1. Rồi, một cái bộ này giá rất là mịn màng luôn. Thực ra mà mấy này anh em mua 3 tháng 6 tháng không ăn thua vậy. Những cái dòng này nó thật sự anh em DC mình bán hiếm khi bảo hành lắm, có nhưng mà ít lắm anh em ơi, hiếm lắm. Nếu người ta xài gia đình thì nọ thì hết 3 tháng 6 tháng nó lẹ lắm anh em nha. Giờ anh ta chúng đây chúng ta mua thì giữa 3 tháng 6 tháng nó lẹ lắm. Rồi 1.793.000 nha, một máy, một pin, tặng một cục sạc nha. Đó, cục sạc là sạc 23, sạc trong cái dòng này được 1 tiếng, 2 tiếng hồ nó mới đầy. Rồi, combo thứ 3 là anh em nào mua một cái thân máy nè. Bình thường cái thân máy này giá là 835.000 anh em. 835.000. Trong cái chương trình này mình vừa áp dụng cái chương trình giảm giá luôn, nó là chỉ còn có 730 thôi. Anh em nào mua cái thân máy này là 730 nè. Mua một cái viên pin này á là 803, pin này không có giảm giá được anh em á, không có giảm giá được. Pin là 803.000, tổng một cái bộ này nè là 1.533.000, tặng cho anh em thêm một cục sạc nữa nha. Tại sao cái giá này nó đang tốt như vậy? Bởi vì anh em biết cái thân này thì nó là 298 Newton, chứ gần 300 Newton đi, nó sẽ không mở được bố nồi tay ga hoặc bánh sau đâu, nó chỉ mở được những cái cỡ ốc ở 21 này nó cho xuống thôi nha, còn cỡ lên này nọ mở cỡ bánh sau 24 hoặc nồi nó mở không ra nữa đâu nha, nó lực rất là mạnh. Thì những cái dòng này thì nó đang bên mình còn tồn, anh em nên chạy trình khuyến mãi giảm ở sau ha.
anh em có thấy anh em chỉ mua chỉ có 1.533.000 được là một máy một pin một sạc nha. Còn bên mình bán là mình mua cái này kèm này tặng cái này. Ok đó, cái bộ này cũng là động cơ không than luôn nha, động cơ không than luôn, khả năng mở ốc từ M12 đến M16 nè. 210 newton số chậm nè và 298 newton ha, là số nhanh nè. Tốc độ quay 1.800-2.000 nè nha, lực đập là 2.400-3.000, trọng lượng nặng cái thân là ký mốt nha, không than hết cho anh em. Bây giờ đê xa nó ra bây giờ không than hết, cái thân đê xa thì nó sẽ không cho cái gì hết đó nha, nó chỉ có cái thân không thôi anh em ơi. Đầu khẩu 1/2 nha, chỉ có cái thân không thôi đó. Và cầm rất là đẹp, nhỏ gọn nữa nha, nhỏ gọn đẹp rồi đó. Siết vô thì mình xài chế độ nhanh và chậm nha. Còn mở ra thì nó sẽ có thêm cái chế độ mà ngắt nữa nè. Đó. Đó. Mở ra thì cái chế độ mà nhả ốc ra nè em ha. Rồi. Mở ra thì nó có 3 chế độ ha, vừa là nhanh, chậm và mà nhả ốc nữa. Nha, còn siết vô thì nó chỉ có 2 chế độ nhanh và chậm thôi. Nha, ok. Rất là đẹp. Rồi, 1.533.000. Nha, 1.533.000 một máy một pin một sạc, đó là trình khuyến mãi ba cái sản phẩm này đang khuyến mãi rất là tốt. Anh em đang có nhu cầu mua về dòng nào thì liên hệ mình ha, hàng đang có sẵn nha, hàng đang có sẵn luôn. Thì thực ra mới nói những dòng này là hồi cuối năm vẫn còn tồn cái này ha, và tiếp tục chương trình khuyến mãi cho anh em nha, khi nào hết thì thôi mình về lô mới đó. Thì năm 2023 nếu mà chương trình đây xa nó có trình độ tốt nữa thì mình lấy số lượng về mình sẽ tiếp tục chạy cho anh em ha. Rồi, cảm ơn em á, xin chào và hẹn gặp lại.